Sáng nay 10 tháng 12 2018, phóng viên của Nữ Vòng Trái Đất TV hiện tại đang có mặt tại trung tâm bầu cử của Orange County tại thành phố Santa Ana, miền Nam California. Ngày hôm nay sẽ là ngày mà tại đây trung tâm bầu cử của Orange County sẽ bắt đầu tái kiểm phiếu của địa hạt 34, địa hạt mà có cuộc tranh cử của bà Janet Nguyễn cũng như là ông Tom Umberg. Theo như những gì mà chúng tôi được biết, những tin tức mới nhất, thì một cử tri đã yêu cầu có cái cuộc tái kiểm phiếu này. Và thông thường theo như luật của tiểu bang California thì người nào yêu cầu tái kiểm phiếu thì người đó sẽ trả tiền. Đó là những gì thuộc về câu chuyện là hiện tại ai là người yêu cầu để mà có cái cuộc tái kiểm phiếu này. Riêng về tiến trình để mà kiểm phiếu như thế nào thì hiện tại chúng tôi được biết rằng cuộc kiểm phiếu này sẽ bắt đầu kiểm trước tiên 12 cái precinct của thành phố Santa Ana trước nhất, sau đó thì như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng tôi sẽ vào bên phía trong của khu vực của trung tâm bầu cử Orange County này để cho quý vị thấy được những hình ảnh của tất cả những nhân viên hiện tại đang làm việc như thế nào để quý vị có thể rõ hơn. Vâng, hiện tại thì chúng tôi vẫn đang đợi đến hết giờ trưa để mà có thể vào được bên trong khu vực của trung tâm kiểm phiếu này. Thì chúng tôi đã thấy được là có phái đoàn của bên phía bà Janet Nguyễn cũng đã đến đây để chuẩn bị vào trong. Bởi vì tôi biết rằng là sau giờ trưa thì sẽ có những bên phía Janet Nguyễn đến đây. Cũng như là hiện tại sẽ có rất nhiều người quan tâm là có hay không việc những người bên phía ông Tom Umberg sẽ đến đây, và chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên hiện tại thì chúng tôi chỉ thấy được là có phái đoàn của bên phía bà Janet Nguyễn hiện tại đang có mặt ở đây. Như quý vị thấy trên màn hình, họ đang có thể hội họp và nói chuyện những gì mà chắc chắn là họ sẽ không trao đổi được, vì vừa rồi chúng tôi đã đến tiếp cận. Tuy nhiên thì một người trong phái đoàn của họ đã đại diện và nói rằng là họ sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào với media. Vâng, những hình ảnh quý vị vừa thấy trên màn hình đó là phái đoàn của bên phía bà Janet Nguyễn đã tiến vào khu vực của khu vực tái kiểm phiếu này. Trước mặt quý vị đây là tất cả những phiếu bầu của quận hạt Orange County đang được để tại nơi đây. Và đây cũng là nơi mà những người ngày hôm nay trong nơi này họ sẽ bắt đầu lấy những cái phiếu trong 12 cái precinct của thành phố Santa Ana ra trước để mà bắt đầu kiểm phiếu. Chắc chắn là công việc này nó sẽ không thể nào kết thúc trong một ngày, mà nó sẽ kéo dài cho đến khi nào mà có những kết quả cũng như là những bên liên quan yêu cầu không cần phải kiểm nữa thì lúc đó mới ngưng. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì đã có một vài người đã quay lại khu vực này để bắt đầu làm tiếp cái công việc của mình, bởi vì hiện tại đã là 1 giờ trưa, đã kết thúc giờ ăn trưa của những nhân viên ở đây. Khi mà chúng tôi vào bên trong thì hiện tại rất nhiều nhân viên cũng như những người của bên phía bà Janet Nguyễn và ông Tom Umberg hiện tại đang đi dùng buổi trưa, gọi là lunch. Do đó thì hiện tại rất ít người trong khu vực này. Trước mặt quý vị đây là một cái bảng mà trước năm 1970,
khi mà bắt đầu có hệ thống Internet. Thì đây là cái bảng mà tại nơi đây dùng để mà kiểm phiếu cũng như là đưa ra cái kết quả sau cùng của những cuộc kiểm phiếu liên quan đến quận hạt Orange County. Và ngày nay thì họ vẫn để cái bảng này ở tại nơi đây để mà làm lưu giữ lại một cái kỷ niệm cũng như nhắc nhở cho mọi người biết thời gian trước năm 1970 trở về trước là cái cuộc kiểm phiếu nó được tiến hành ra như thế nào khi mà thời điểm đó chưa có hệ thống Internet. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh quý vị thấy bên trong của trung tâm bầu cử Orange County, nơi hiện tại đang diễn ra cuộc tái kiểm phiếu của địa hạt 34. Và hiện nay câu hỏi rằng cuộc kiểm phiếu này sẽ được kéo dài trong bao nhiêu lâu, cũng như liệu rằng bà Janet Nguyễn có thể lật ngược được tình thế với cái con số cách biệt hiện nay là hơn 3.100 phiếu, hay là còn một cách nào đó để mà bà Janet Nguyễn cũng như những người đang ủng hộ cho bà Janet Nguyễn còn một cái hy vọng nào đó để mà có thể chuyển bại thành thắng trong cuộc bầu cử đầy cam go này. Câu hỏi này là một câu hỏi lớn mà chắc chắn rất nhiều người đang cần mong được nghe cái câu trả lời. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem thông tin của cuộc việc tái kiểm phiếu này như thế nào. Nửa vòng trái đất TV sẽ liên tục cập nhật cho quý vị biết trong những video sắp tới. Derek Phạm, Nửa vòng trái đất TV, tường trình từ điểm nóng, trung tâm bầu cử Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ.